Thì xin chào quý cô chú anh chị và các bạn, hiện tại thì đang có mặt tại Hồng Ngự, Đồng Tháp để chia sẻ về cái câu chuyện của em Trinh. Thì hôm nay thì quay lại lần thứ hai thì sửa lại cái căn nhà cho em Trinh nha cả nhà. Thì coi cái biểu hiện em Trinh mừng như thế nào thì mời cả nhà xem tiếp video nha. Chào hai chồng nha. Hôm nay ghé thăm nè. Hôm nay ghé thăm mà lúc này khỏe không? Dạ khỏe chú. Vậy đó ha. À, hôm nay anh ghé đây rồi cũng như là muốn sửa cái nhà lại đó, rồi sao dạ. Trinh? Dạ con mừng. Mừng hả? À, giờ chú ơi sửa nhà con mừng ở đây ít có thợ nữa, chiều coi làm mới về con mới kêu được. À, cũng như là chiều là mới kêu được ha. Dạ kêu mấy chú làm được. Cái này cũng dễ mà chú, yếu giờ mình tháo ra rồi xong mình mua cũng phải cần người chứ vợ chồng con đâu biết đâu. Phải kêu cả bốn người á. Dạ nếu bốn người thì mình làm ngày một xong rồi. Dạ biết sao không? Tại vì to nó là mình đo sẵn hết đó. Dạ. Là mình đi ra mình mua cái rồi ở dưới mình thay với dán độ này kia nè. Cái này là dán này là mình mua ở đây có luôn phải không? Không có mắc cưa. Đây này mắc cưa đó, với này dán châm. Đâu có sẵn đâu, này là cưa bằng cây. Cưa 2 ngày mới xong. Chứ bán người ta không có bán sẵn hả? Không. Không biết. Nhưng mà không có lỗi dán này rồi không còn dán khác sao? Con không biết. Chưa mua là chưa biết ha. Chỉ biết là từ ban đầu cắt là cái dáng này là người ta cưa đó. Cũng như là cái người đó người ta cắt là người ta làm sẵn hết cho mình luôn. Dạ. Ta cưa. Chứ ngoài nên ra là nhà cầu thiện á. Dạ. Nghe được cất nhà mừng không? Dạ mừng. Nói chung mình sửa cái nhà lại cho nó gọn ghẻ đồ. À, cũng như cái nào tôn nào nó hư cái mình bỏ, còn cái tôn nào mình xài được á, thì mình tận dụng lại mình dần. Dạ. À, còn nếu mà có dư tiền nữa thì mình đóng cái lau phong. Dạ. Chứ giờ là mà cái vách này có dời lại không hay là vậy luôn? Để vậy luôn á chú. Có mình đóng vách ngoài với cái cửa ngoài thì cũng như vậy đó, để cái thằng giàu sắt thì để vậy đó. Còn đóng cho kính lợi như mình làm kính lợi. Cũng như là mình làm lại cái y cũ luôn ha. Dạ. Đây làm như cũ thì hơi làm kính rồi. Mới là kính rồi. Chồng. Thế này đụng đổ hư giờ mà một chân. Lâu quá. Tính ra mười mấy năm ha. Mười mấy năm rồi đó. Cỡ 15 năm rồi, 15 16 năm. Hôm hổm mà anh đến đây anh nấu gì đó rồi rồi hổm gà có trong không Trinh? Dạ không, hay có đâu kinh thế đó trời. Không có trong sao? Dạ không. Bữa đó anh ghé anh nói là chuẩn bị sửa nhà đâu không trong luôn hả? Dạ con cũng cứ giỡn chứ con. Mà mới quay đi mà sao có. Cũng dạ. Là tưởng nói chơi ha. Dạ. Không sao mà mới quay đi làm sao có mấy người kia quay lâu ghê luôn mà không thấy có được cái gì. Mấy tháng trời không có mình thường quân. À tự bữa nay chú là người mới đến nhà con hoạt động mới được tiền hỗ trợ con. Con vẫn cứ giỡn với con. Cũng như bất ngờ vì mấy người kia quay ra mấy tháng mấy con chờ mà không được sửa nhà này đó. Dạ. Rồi chú mới quay lần đầu tiên mà sao rồi được con tưởng nó giỡn. Cũng như là lúc đầu là nói thì mình cũng nghĩ rằng là nói giỡn thôi. Dạ. Chứ mình nghĩ rằng là có người quay lâu rồi nhưng mà ta chưa hỗ trợ, mà tại sao tự nhiên kênh này vô cái đòi hỗ trợ liền hả? Dạ. Mới lần đầu tiên. Ê con mới mừng. Tại vì sao không? Tại vì anh á là cũng có coi trên mạng đó, rồi thấy cái hoàn cảnh vậy, rồi tại vì anh đi quay từ thiện từ đó rồi có mạnh thường quân sẵn rồi. Yeah. Đó, người ta mới thấy vậy, người ta muốn hỗ trợ đó, người ta mới kêu anh là từ Hậu Giang chạy lên đây. Yeah. 150 cây đó, trên 150 160 cây á. Dạ. Chạy ba xa Sài Gòn đó hả? Chạy 3 tiếng hồ á. Dạ. Thì mua cỡ 160 cây đó mà đường nó khó đi, tại vì biết sao không, xe nó nhiều quá. Dạ. Đó, rồi mới lên đây coi cái hoàn cảnh như thế nào để hỗ trợ, cũng như là mình sửa lại thôi.
chứ cất thì lợi thì nó rất là cao chứ không phải là nó thấp. Thì nhiều bấm hơi sữa là thiết sữa thiết ở được trên nóc không mà ngồi thấy được à, tại là trời mưa dột con nó ngủ chứ ở dưới nè cái nào một cái mình thay lại hết được rồi, ở dưới chỉ được, được anh chỉ cần con thay thiết là được rồi. Cái này mới không đâu có một đâu chú, có dạng sao à, không có dạng sao quá được, dạng trước rồi chú khỏi thay không có chỗ nào để tỉ, chỗ nào hư thì mình thay ở ngoài sau, cái này là mới chú coi nè. À, chỗ này khỏi ha. Dạ, con lau dầu rồi là bún lưỡng. À, lau dầu lại bún lưỡng luôn. Không lau á, mấy làm này. Chỉ có thiết á, con có thiết á. À, dạ. Ăn sao thì nó đau đau đây, chinh dẫn làm sao coi, làm sao ăn sao. Dạ. Ủa này sao nghe thằng nước nè chú. À, cái này nó mục ha. Ở trong đó nó gãy nữa. Cái này đâu phải phải dán châm ta, dán này dán hồi đó dán cũ hả? Không không. Đây. Đó. Là mình sửa lần sau ha, này mục hết nè. Dạ. Thử mình giờ này thôi. Không biết có cây không ai bán cây thả sẵn. Đấy nữa, đều mấy chú con về con hỏi. Cái xe xiên này đưa vô gắt chỉ cần thay thiết chắc mấy thiết này ha, chiếc trên nóc là được đúng không? Dạ. Thay mấy cái thiết này ha, thiết này nó mỏng rồi nó dột dạ ở phần trên dột với nữa nó dột ha, nó dần ở bên hông với ở ngoài này được rồi chú. Ở thay dạt ở dưới nó còn mới đâu có à, chỗ nào mình thay thì mình thay ha. Dạ ấy chiều nay cậu chồng con về con kêu bỏng qua kêu thợ giùm con. À, kêu thợ giùm mơ mình tiến hành đi, kêu ổng luôn cũng được, kêu ổng làm kêu ổng kêu thêm ba người nữa chứ. Ổng là thợ hả, cái đó là cậu hả? Dạ. Cậu ruột hả? Cậu dòng họ bên chồng á. À, dòng họ bên chồng ha. Cậu chồng của con. Cái này nói chung là không có gì khó chứ, mình tháo tôn ra rồi mình mua tôn mình gắn lại thôi. Dạ. Dễ mà. Anh làm còn được nữa, tại vì anh hàng tiện anh biết mà, hàng anh biết chứ tiện không biết. Cái này chơi dễ mà, có cái máy phan và còn máy phân đình nữa. Mua ốc về bắn vô cái rồi đinh đâu được, đinh là đóng mà phải mua ốc, ốc bắn á chứ... Dạ con không biết à. Con thấy chồng con đóng đinh không à? Đóng đinh hả? Đóng đinh cũng đóng được và cái vết thở đóng... Đinh là bên hông gì, đinh một phân ngữ á. Đóng đinh thì nó lâu. Ờ bắn bắn màu. Bắn nó màu. Bắn bột màu. Ừ. Bây giờ đa số người ta bắn không à, đinh bắn nó nhanh hơn. Bây giờ đinh, bây giờ thiết kế bắn không à, mau lắm. Làm chừng ngày một xong rồi. Bây giờ làm máy móc không rồi, làm ngày một. Ở dân nhà con làm thiết dân, thiết là nhanh lắm, ngày một à. À. Như mình tháo hai bên vách thiết này ra đúng không chú? À. Mình kéo thiết mới về. Thảo thảo thằng đóng ở dưới cây ở dưới còn mớ tháo cầu. Không có cái chỗ nào nó hư á là mình sửa, không? Có ngoài sao không à? Ừ, còn dưới tỷ mà ở dưới là kè mấy cái đà ở dưới này nó nào nó hư mình sửa, còn cái nào nó không hư thì thôi. Dạ. Chứ không phải là mình sửa hết. Đóng ở dưới. Ừ. Dạ. Nghe vậy là mừng ha. Dạ. Chứ không hổm tưởng là tự nhiên giả bộ hả? Giỡn hả? Quay mấy tháng mà không được, mà mới quay có ngày một được. Con tưởng chú gẹo con rồi chú mới. Ngồi đi, ngồi đi. Rồi, lúc anh về có nói gì không? Dạ không. Có nói chú đó làm bộ không? Không, con nếu có thiệt vợ chồng con mừng chứ con có nói chú làm bộ không? Gì ra hả? Không có nói chú làm bộ hả? Dạ mấy chú kia con cũng có gửi cho mấy ông chú về vườn
Mấy kênh khác không có gửi mạnh thường quân tài trợ. Nói chung nói nếu có thì mà không có, có buồn không kinh. Con mới nói buồn vì nhà con ở đó, giờ con quen rồi, không có buồn đâu. Cũng như là không có buồn ha, nếu dạ. mà không có ai tài trợ sửa nhà cũng không buồn ha. Dạ, tại mình ở đó giờ 5 tháng 5 mà cũng bình thường. Năm năm rưỡi hả? Chỉ trừ ra mưa dột hả con, năm nay có con nhỏ nữa sợ mưa dột. Con lần chưa mưa là tạt tới đây nè, giờ cái phải bắt buộc phải kéo cái tấm này lên nè. Cũng như là nó lấy rồi dễ chặn là để nước chảy chứ. Hai chồng vô có ngủ được không? Đạnh mưa cái lao nhà rồi cái ngủ. Cuốn mùng cuốn nệm dựng lên. Tại vì cái tôn này nó tạt là tạt hai bên mé hả? Dạ. Biết ai không? Dạ biết mấy chú kênh khác, chủ kênh. Biết không? Dạ biết mấy chú quay con cũng không mấy hai tháng chờ. Liếp còn mấy chục liếp ở bên nè. Sao tình cờ mấy chú đã gặp vậy? Dạ chú Vinh Tân Hồng cho định vị. Gì đó ha? Dạ. Tại chú Vinh... là chú ý phát hiện quay con trước không giới thiệu qua chú Vinh, khi chú Vinh giới thiệu qua mấy chú này hôm qua cặp trừ mấy cái kênh lớn gặp cái chợ quay con bên chú Minh Tăng chủ kênh cũng lớn mà nhiều người quay vậy rồi có lúc nào mà chinh bực không? Dạ không, vui có mấy chú giỡn vui chứ bực gì. Sao không bực đông quá là quay quanh mình mệt. Trời ơi mệt đâu, chẳng không. Vậy mà nó vui chứ không có mấy chú quay con cũng buồn. Trời dạ. ơi con bằng điện kêu rồi giỡn dạ, chơi chứ. Đông cũng có một tiết một như vậy đó. Hình gì đó chứ không đâu có hoài đâu. Đông đông như nó vui ha. Dạ đông vui chứ hai chồng con có ngày mấy đợt chưa quay kìa buồn heo à. Ở đây cũng vắng luôn, có chỗ con thì có ngày chơi với chồng con chứ con heo qua chơi có mấy chú vui chứ vọng gì. Nói chung là có được mấy chú thì ghé thăm đồ trò dạ, chuyện đồ con ha còn quý. Quay đồ thấy vui con mừng mới chi vọng. Chứ tưởng gần là đông quá rồi đuổi chứ. Có lúc nào quạo mà muốn quạo muốn đuổi không? Có không? Không. Chưa nói hả? Chưa. Như là quạo đuổi cái bột cái chứ. Dễ gì. Bữa nào đuổi cái là rút hết á. Dễ gì mấy chú người ơn của con giúp đỡ con có cuộc sống hàng ngày mình dễ gì. Mấy chú quay cũng cho con 100-200 ngàn có khi 200-300 dễ gì con vậy. Ngồng gì xe trắng chú gầu đâu phải chú Phong không phải xe trắng không phải dạ Phong đâu phải chiếc đó chiếc màu trắng như trắng trắng nhưng mà chiếc 7 chỗ chiếc đó chiếc 4 chỗ à. Lúc này nó chưa nóng hung ha. Cả mấy giờ nó mới nóng? 2 giờ. 1 giờ. Ừ. 2 giờ nóng rồi. Mấy chú mấy giờ. Giờ một giờ xong luôn. Mấy cái chủ kênh khác là quay là tờ ra xong đi chân ơi. Bây giờ có món quái là có thằng Kiên á. Chạy ra ngoài. Kiên. Quán ngoài ha. Quen ngoài rồi. Chú Kiên với chú Vinh là ra xong điện con ra ngoài chơi cho nó mát. Ở đây chịu không nổi. Thì ấy đi rồi. Buổi sáng hôm qua cuộc sống này. Chứ tao làm cái cảnh như người ta biết rồi. Thì nên mình qua ra ngoài mình nói là mình lửng thêm. Thì có gì chiều xong cái chú gì đó. Xong kêu chú lại đây tới đây nè. Rồi xong ngồi bàn bạc. Rồi xong cái mình mới tiến hành mình mua. Dạ. Thì hay là ngày mai hay ngày mốt gì đó, ngày nào mình sửa dạ. Thì mình tiến hành mình sửa trong vòng ngày.
Tại vì kiếm nói chung là kiếm hai ba ngự rồi với chồng của Trinh nè, thì tiếp đồ phụ đồ thì có thằng em nè. Giờ nào lên miên thì khỏi, còn là không lên miên thì tiếp. Làm ba bốn ngự á, làm mau mà. Nhanh lắm chú ơi. Làm sức bây giờ tháo thì nhẹ mau á. Tháo thì rất là mau. Thôi vậy là cũng mừng ha. Rồi ấy chiều chiều đi mát mát đi, rồi mấy anh em mình đi mua chiếc xe. Rồi dưới mua sữa. Rồi xong cái rồi. Giờ ẩm bé trời nắng buổi chiều mát. Chiều mát mình đi. Dạ. Chứ giờ nắng quá thì đi tội nghiệp bé. Dạ. Thôi hai chồng khỏe nha. Dạ. Bye bye. Bye bye khán giả đi.